Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Chuyện 18 cộng, ham muốn của họ là gì? Đây là video chọn tụ bài có hai quả bóng màu hồng và màu xanh. Bạn phải lựa chọn quả bóng phù hợp với năng lượng của mình. Và mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn chọn ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình sẽ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong trải bài có rất nhiều. Hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất. Và chỉ chọn những cái thông điệp phù hợp với năng lượng của mình nha các bạn. Xin kết nối với các bạn chọn quả bóng màu xanh. Đây là cái trải bài dành cho các bạn. Các bạn có lá 6 ly. Kế tiếp mới là các bạn có lá Ace of Coin. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá King of Swords, vua kiếm. Lá bài đầu tiên đại diện cho bạn nghĩ gì về chuyện 18 cộng và gì ham muốn trong mối quan hệ của hai người. Khi mà lá bài 6 ly này xuất hiện, nó đại diện cho sự ngây thơ khờ dại của bạn về cái vấn đề này, về vấn đề 18 cộng. Bạn có thể thật sự ngây thơ trong cái sự thật, nhiều khi bạn không biết điều gì từ cái việc này hết á. Do đó một cách khác gì đó, bạn rất là vô tư trong cái vấn đề tình cảm của hai người. Và đối với họ, cái thời gian trước á, bạn là một cái gì đó rất là vui tươi, tràn đầy sự yêu thương, sự ngây thơ trong trắng. Trong cái khoảng thời gian hai người quen nhau thì họ rất là trân quý bạn. Họ xem bạn như báu vật vậy đó. Bởi vì cái sự ngây thơ của các bạn mang đến cho họ cái sự tươi mới rất là nhiều. Nhưng cũng chính cái sự ngây thơ không chịu trưởng thành của bạn, nó khiến cho các bạn trở thành quá trẻ con để có thể bạn làm bạn đồng hành cùng họ, để cùng họ phù hợp hơn trong cái vấn đề 18 cộng đó. Cho đó nếu như mà bạn chịu thay đổi một chút và họ bao dung với bạn hơn, suy nghĩ lại về những cái vấn đề mà hai người không phù hợp trong cái vấn đề đó, thì mọi chuyện nó sẽ khác hơn hẳn bây giờ rồi. Bởi vì năng lượng của bạn là năng lượng rất là ngây thơ, rất là mới. Do đó khi mà họ ra đi, hai bạn đã có chuyện đó xảy ra với hai người. Bạn rơi vào một cái cuộc khủng hoảng về tinh thần. Bạn không thể nào quên họ được. Và cái hình ảnh của họ cứ sống mãi mãi trong cái hồi ức của bạn. Việc bạn bây giờ là bạn bám chặt vào quá khứ quá nhiều, khiến cho bạn mất đi cơ hội gặp gỡ những người mới. Thời gian của bạn lãng phí một cách rất vô ích. Ở một số bạn có dấu hiệu là các bạn hình như là yêu nhau cái thời mà thanh thiếu niên á, tuổi mới lớn á, rất là đơn giản, rất là dễ thương. Nhưng mà vấn đề gặp phải giữa bạn và người này chính là cái sự non nớt và trẻ con của hai người. Bởi vì một cái sự kìm hãm, khao khát về cái chuyện 18 cộng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ ra rất là nhiều, đã diễn ra những cuộc tranh cãi rất là nổ lửa. Nhưng mà mình nói cho bạn nghe một điều này, lá bài này cũng báo hiệu của sự gặp gỡ của bạn với người cũ trong quá khứ nha. Một cái quá khứ mà bạn rất khó khăn để quên được. Tuy nhiên khi mà họ xuất hiện vậy á, cái cảm xúc của bạn sẽ dao động rất là dữ dội, bởi vì bạn chưa có quên được họ. Nhưng mà nếu như bạn đang trong một mối quan hệ với người mới thì coi chừng cái mối quan hệ của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi người cũ nha. Do đó các bạn phải đem lại sự công bằng với người yêu hiện tại của bạn. Nếu như bạn vẫn nhớ người cũ thì thực sự là không có tốt cho họ. Đừng có phá hỏng những gì tốt đẹp đang có nha các bạn. Và nếu như bạn còn độc thân thì lá bài cũng báo hiệu rằng có khả năng người cũ sẽ quay về với bạn. Nhưng mình nghĩ cũng sẽ chẳng mang lại nhiều hạnh phúc đâu. Bởi vì hai người chỉ nghĩ về kỷ niệm đẹp phía trước thôi. Nếu như hai người chưa biết phát triển bản thân mình cũng như chưa thấy cái lỗi của mình trong cái bài học khi xưa, thì chắc chắn sẽ bị vòng lặp như xưa mà không có đem lại một mối quan hệ tốt đẹp sau này nếu không chịu thay đổi. Và lá bài cũng khuyên các bạn phải tập trung hơn về vấn đề 18 cộng này. Bởi vì bạn cần phải để ý đến kỹ năng nhiều hơn. Bởi vì kỹ năng và chuyên môn là thứ mà bạn cần phải cải thiện nếu như bạn muốn được mối quan hệ được người ta yêu thương cũng như là thành công hơn trong mối quan hệ vợ chồng sau này. Lá bài Ace of Coin là lá bài đại diện cho đối tác của bạn. Đây là một cái người hình như là rích kích các bạn. Một người có một khoản thừa kế hoặc cái người có rất là thịnh vượng về vật chất nha các bạn ơi. Và năng lượng này cũng tươi mới như là bạn luôn á. Mình cảm nhận cái trải bài này hình như là dành cho những các bạn rất là trẻ, đang yêu nhau rất là say đắm. Một bên là con nhà giàu, một bên là một người là ngây thơ và trong trắng, rất là dễ thương. Nhưng bởi vì hai người quá là mới mẻ trong tình cảm, rất là tươi trẻ. Cái năng lượng của người này rất là khỏe nha các bạn. Họ năng lượng tràn trề luôn á. Và bản thân của họ thấy cái gì cũng là một cái mới, những trải nghiệm rất là mới luôn. Họ thấy cái thời gian rất thú vị trong xung quanh cuộc sống của họ. Xung quanh họ có rất là nhiều người để cho họ có thể với đó được. Do đó họ
bản thân họ biết là họ rất là tỏa sáng. Do đó họ bị cảm xúc của họ chi phối rất là nhiều. Và ở một số người, cái người này là sống rất là về vật chất ha, hay mặc đồ hiệu nè ha, hoặc là không gian sống của họ rất là chanh xả, bởi vì họ có một cuộc sống rất là tốt về tiền bạc. Và nếu như hai bạn vẫn còn quen nhau thì đây là một mối quan hệ hai bên rất là hứa hẹn trong tương lai, vì đây là cái thời điểm để cái mối quan hệ đó bước lên một tầm cao mới nhiều hơn so với cũ, không có bị lối mòn. Nếu như bạn biết mình thay đổi những kỹ năng và chuyên môn trong cái vấn đề đó để phù hợp với nhau hơn. Và bản thân của người này được xây dựng trên một cái nền tảng về cái vật chất rất là cao, và họ cảm thấy là cái sự toàn mỹ trong cuộc sống của họ đang rất là có. Có thể người này họ có một sự kế thừa rất là may mắn trong cuộc sống của mình. Và đương nhiên những cái người như vậy họ sẽ sống dựa trên cái sự gắn bó về niềm vui xác thịt, tình yêu và sự cám dỗ rất là nhiều đối với họ. Như bạn không biết giữ, bạn có giữ cái sự ngây thơ của bạn trong cái vấn đề 18 cộng thì có thể đánh mất họ. Bởi bản thân họ có nhiều sự lựa chọn đó các bạn, chứ không phải riêng mình bạn đâu. Cái năng lượng người này rất là tươi trẻ nha. Tuy nhiên bởi vì họ mang một cái năng lượng rất là tốt của nguyên tố đất, do đó cái vấn đề thể chất của họ rất là tốt, năng lượng rất là nhiều. Do đó họ tập trung vào cái vấn đề khoái lạc rất là nhiều như luôn cho các bạn. Nếu như các bạn không có biết nâng cao cái thể chất và sức khỏe của mình để đáp ứng cái nhu cầu của họ thì hoàn toàn có thể là đánh mất người này nếu như bạn không có biết chú ý vào cái kỹ năng của mình. Và một điều nữa, nếu như các bạn đang mối quan hệ cam kết thì các bạn phải tránh ra cái việc mà tham lam, ích kỷ, ghen tị nha các bạn. Bởi vì nó chính là cái yếu tố làm lung lay đi cái mối tình cảm của hai bạn. Nếu như các bạn còn độc thân á, thì các bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội tình yêu trong tương lai. Cái việc mà mất an toàn trong cái việc mối quan hệ trước á, chỉ khiến cho bạn tổn thương và lo lắng. Nhưng mà đây không phải lúc bạn buồn như vậy nữa. Hãy ra ngoài để tìm kiếm cơ hội nhiều hơn. Hãy tập phát triển bản thân mình nhiều hơn. Tập phát triển luôn cái phần mặt kia nha các bạn. Mình lớn hết rồi, mình nên nhìn thẳng vào cái vấn đề, đừng có ngây thơ như xưa nữa. Và nếu như năng lượng của bạn và họ đã thay đổi phát triển mình nhiều hơn thì một mối quan hệ cũ sẽ được hồi sinh, trở nên ổn định và tràn đầy tình yêu thương hơn. Và có thể là cái cặp bài 6 ly và cái bài Eye of Corn này của bạn á sẽ gợi ý là hai người sẽ kết hôn hoặc là dọn về sống chung với nhau nha. Nhưng quan trọng là bạn phải học bài học của bạn là bài gì, và họ cũng phải học bài học của họ là gì. Của bạn là bớt ngây thơ trong sáng lại, của họ là bớt về cái vật chất, về cái tiền tài, về cái hào nhoáng bên ngoài chút lại, thì mọi thứ sẽ phù hợp với nhau hơn. Khi cả hai biết điều chỉnh để năng lượng của hai phù hợp với nhau thì sẽ đưa một mối quan hệ tốt hơn sau này. Và cái năng lượng nam tính ở trong cái trải bài này qua cái lá bài vua kiếm này là một nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ. Do đó một trong hai bạn nếu có năng lượng nam tính thì chắc chắn cái người kia sẽ không thể nào thay đổi suy nghĩ được của cái người mà có năng lượng nam tính này. Bởi vì nếu mà có thể cần một thay đổi lớn về hành vi và suy nghĩ, hoặc là kỳ vọng của mình nó sẽ tốt hơn so với việc bạn muốn thay đổi người khác. Và cái người này rất là chính kiến nha, và mạnh mẽ nữa, đóng vai trò rất quan trọng mối quan hệ của hai người. Và nếu như người này họ yêu bạn thì nó có nghĩa là bạn sẽ phải chấp nhận những gì mà anh ta có, cho dù nam hay nữ cũng vậy. Bắt buộc bạn phải đối xử tốt với người này bằng cách phát huy cái phần nữ tính ở phía bạn, chứ là mềm mỏng hơn, chứ không phải là mình nóng tính hay là mình dữ dằn lại là không có được với người này nha các bạn. Và có một chú ý cho các bạn nữa là có thể cái người mang năng lượng nam tính này đang chơi vơi về cái bản chất đàn ông và với vượt qua cái giới hạn của mình. Tức là nhiều khi giữa đàn ông và nam tính họ nhiều quá, do đó trong cái xu hướng mà về chuyện 18 cộng này họ sẽ có xu hướng hơi bị ngược đãi bạo hành. Nếu như bạn cảm thấy là mình chịu đựng quá thì bạn phải không có ngừng lại nha các bạn, không có phải chịu ngược đãi trong cái mối quan hệ này. Bởi vì trong cái vấn đề 18 cộng này các bạn phải tự biết vạch ra giới hạn cho mình, đừng có làm cái gì mà để cho người khác hài lòng trong khi bản thân mình khó chịu. Và ở một số bạn, các bạn đang gặp phải một cái người hình như là hơi bị gia trưởng, họ rất là lạnh lùng trong cái sự mà cư xử với các bạn, đôi khi là hơi bị xa cách và tàn nhẫn một chút xíu nha. Đối với người này họ rất là lý trí, cho đó trong vấn đề 18 cộng họ cũng yêu cầu là cái người yêu của họ cần phải có sự hỗ trợ cũng như kỹ năng để hướng cho tốt hơn, chứ không phải là một cái người mà rất là dở trong vấn đề đó đến với họ. Họ yêu cầu rất là cao từ người yêu của họ. Như ở một số bạn có sự lạm dụng về vấn đề 18 cộng hoặc tàn nhẫn trong cách mà hai người đến với nhau trong sự ham muốn về cái đó, thì các bạn phải cẩn thận ha, luôn cân nhắc trước hành động của người này. Và thông điệp của lá bài cũng nêu rất là rõ là
Khi các bạn tiến tới cái việc mà quan hệ với nhau là các bạn phải dựa trên tình yêu. Nếu các bạn không dựa trên tình yêu thì nó rất là sai lầm nha các bạn. Cái biểu hiện của người phụ nữ khi yêu là họ sẽ rất là hy sinh và không ích kỷ. Còn người đàn ông khi mà họ yêu bạn là họ sẽ không có quan trọng về mặt tình dục, mà họ sẽ quan trọng đến cảm xúc của bạn nhiều hơn. Và nếu như bạn thấy cái người mà đàn ông của mình đó, mà họ muốn càng quan trọng về vấn đề tình dục thì càng chứng tỏ cái điều là anh ta chưa có yêu bạn. Do bạn đó bạn phải nhạy cảm để biết là cái người này có đang yêu bạn hay không. Có thể anh ta vẫn quan tâm đến bạn đó, vẫn chăm sóc. Nhưng mà nếu bạn bắt sống được cái việc chăm sóc quan tâm này chỉ với mục đích là cái quan hệ tình dục với bạn, thì phải cho cái người này thêm cái thời gian để thử thách. Bởi vì á, người đàn ông thông thường rất khó là yêu ai nha các bạn. Và cái ham muốn tình dục là một cái bản năng, và chúng ta ở đây không có kết án nó. Nhưng mà việc các bạn thấu hiểu và cho phép nó thực hiện một cách ở mức sâu xa hơn là cái vấn đề thể xác. Khi mà cái tình dục nó sẽ trở thành một món quà thay vì một cái gì đó gây ám ảnh cho bạn, bạn không có thấy hứng thú trong vấn đề đó khi mà tình dục không có tình yêu. Và sau đây là thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho các bạn là gì qua những lá bài Oracle. Sự chấp nhận chính là cái chìa khóa để cho các bạn tìm thấy sự bình yên trong nội tại. Tại cái thời điểm này, bạn phải chấp nhận những cái thứ mà vốn có của họ, và đừng mong muốn thay đổi một cái ai đó hoặc sự việc gì đó, bởi vì cái vấn đề đó bạn không thể nào kiểm soát được nó ngoài chính bản thân bạn mà thôi. Và trong vấn đề 18 cộng là các bạn phải tận hưởng một cách vui vẻ nhất, bởi vì khi một cái tiếng cười vui vẻ xuất hiện chính là một cái dấu hiệu tốt đẹp nhất cho mối quan hệ. Khi mà hai bạn cùng nhau thì các bạn hãy cố gắng tạo cho những cái không gian thật sự là vui vẻ, thật sự là đáng nhớ, bởi vì tình yêu là cái một gì đó hàn gắn rất là tốt cho cả hai, có thể chữa lành được vết thương tổn thương của cả hai bạn sau này. Một mối quan hệ cam kết chờ đón nếu các bạn tìm thấy sự hòa hợp trong chuyện 18 cộng này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin chào các bạn ở tụ trái tim màu hồng. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ trái tim màu hồng nha. Trong trải bài các bạn có lá bài Daughter of Cup. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Ship of One, 6 gậy. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá bài Two of Pentacles, 2 tiền. Lá bài đầu tiên sẽ là lá bài cho năng lượng của bạn về cái chuyện 18 cộng, về sự ham muốn trong cái chuyện chăn gối của bạn là gì. Và năng lượng của bạn ở đây cũng giống như cái tụ bài số 1, đó chính là một cái năng lượng của một người rất là ngây thơ. Nhưng mà bạn ngược lại, bạn là một người có ý tưởng sáng tạo lắm. Bạn rất đam mê về cái gì thời trang, bạn thích ăn mặc đẹp. Có thể một số bạn, cái người bạn rất là thời trang nha. Và đây là một cái dấu hiệu là nhưng mà các bạn lại rất là bị chỉ ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Do đó, cái đây là cái trạng thái khi mà các bạn để cho nội tâm của mình đi nhúng tay vào bất cứ cái chuyện gì trong tình cảm luôn, và trong cái phần mà 18 cộng này luôn. Bởi vì các bạn còn mang cái nét đơn giản và ngây thơ lắm, của thiếu kinh nghiệm rất là nhiều. Do đó các bạn sẽ dễ bị tình cảm mà che mắt lý trí của các bạn, dẫn đến các bạn sẽ bị không có rõ ràng về cái mặt tình cảm. Và tình cảm nó khiến cho các bạn bị chi phối rất là nhiều. Và bạn trong khi mà bạn không có đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn về mặt tình cảm này. Và ở một số bạn, các bạn còn bị mắc chứng là ảo tưởng và nhầm lẫn về tình cảm của người khác dành cho mình. Nhiều khi họ chỉ có thích bạn sơ sơ thôi. Bạn tưởng họ thích bạn thiệt, rồi bạn sống chết với họ. Bạn để đặt tình yêu của mình vào đó, cảm xúc của mình vào đó. Cuối cùng cái người đau khổ thì chính là bạn. Do đó bạn cần phải hiểu rõ tình cảm của mình để không bị chi phối, mà cũng không có bị cái tình cảm nó không có rõ ràng dẫn đến các bạn quan hệ về thể xác làm cái chuyện 18 cộng. Và chính bạn cũng đừng có để cho cái cảm xúc mình nó dẫn mình đi theo cái tình cảm quá nhiều, mà bạn không có đưa cái lý trí vào đó xem cái người đó có xứng đáng đến bạn hay không, để bạn có thể tiếp tục tiến tới cái việc mà trao thân xác cho họ, hoặc tiến tới cái vấn đề 18 cộng với người đó. Dù bạn bao nhiêu tuổi chăng nữa thì cái đại diện cho bạn cũng vẫn có một chút trẻ con ngây thơ, đặc biệt bạn rất là dễ xúc động. Có những tình huống bạn không gặp phải, chưa bao giờ gặp thì bạn phản ứng rất là thái quá, khiến cho bạn cảm thấy là mệt mỏi và tổn thương rất là nhiều. Và cái người quen bạn họ cũng tổn thương rất là nhiều luôn. Và năng lượng của bạn chỉ cần an ngọt bạn chút xíu là bạn sẽ nhớ mãi về cái người đó luôn. Bởi vì cái năng lượng này vô cùng giống như trẻ em vậy, rất tinh khiết. Đơn giản bạn yêu là yêu thôi, chứ bạn không có nghĩ gì khác ngoài cái yêu và cái cảm xúc của bạn hết trơn á. Do đó ở một số bạn có một dấu hiệu là các bạn sẽ dễ rất là bị người ta lạm dụng về cái chuyện 18 cộng, cũng như thỏa mãn cái tham muốn của họ. Bởi vì bạn thiếu kinh nghiệm trong tình yêu, ai mà dù bạn xíu cái bạn tưởng là yêu,
Mà bạn biết không, nếu như bạn chưa yêu hoặc bạn chưa cảm nhận tình yêu của người đó thì đừng bao giờ bạn tiến tới cái việc quan hệ tình dục. Bởi vì tình dục mà không có tình yêu chỉ giúp cho họ thỏa mãn hoặc là bạn thỏa mãn nhất thời về mặt thể xác thôi. Nhưng sau đó cái tầng sóng năng lượng của bạn sẽ hụt xuống rất nhiều, để lại trong bạn một cái hố sâu tâm hồn, giống như họ rời bỏ bạn đi một người khác. Và hố sâu này nó khiến cho bạn bị đói khát và có cảm giác lúc nào cũng không đủ hết đó. Và bạn sẽ kiếm cho bằng được và muốn lấp đầy cái khoảng trống đó. Do đó cái việc mà bạn muốn chữa lành là bạn phải xác nhận lại xem cái người đó có xứng đáng để bạn trao thân hay không. Bởi vì cái quan hệ tình dục mà không có tình yêu nó gây cho mình một cái sự tổn thương rất là nặng nề nha các bạn, nhất là các bạn phái nữ. Nếu như các bạn đang trong mối quan hệ cam kết thì ok, không sao hết. Mà nhưng mà bạn phải chú ý là nhiều khi cái thiếu kinh nghiệm của bạn làm cho đối phương của bạn rất là bực mình nữa. Do đó các bạn phải học hỏi thêm, trao dồi kỹ năng nhiều thêm để cho họ cảm thấy là bạn có cái gì đó tuyệt vời để ở cạnh họ. Lá bài này cũng khuyên các bạn hãy bớt ảo mộng tình yêu đi, bởi vì bạn không có thực tế. Bởi vì bạn sẽ dễ rất thất vọng về cuộc sống nếu như mà ai đó không có mang đủ cái sự lãng mạn đến cho bạn. Bạn cảm thấy là họ làm tổn thương bạn. Không phải gì đâu, tại bởi vì bạn đòi hỏi người đó quá nhiều. Bạn đòi hỏi hoàng tử công chúa hay đâu ra. Và lá bài kế tiếp sẽ là năng lượng của họ, đối tác của bạn, về cái vấn đề ham muốn, vấn đề chuyện 18 cộng của cả hai là như thế nào. Thì lá bài của họ chính là lá bài 6 gậy. Và cái năng lượng, cái người bạn đang xem là một cái năng lượng đại diện cho sự thành công. Và một cái người ở cái địa vị ha, một cái người được sự tán thưởng của rất nhiều người. Đây là có thể là một người rất là nổi tiếng, hoặc được nhiều người rất là hâm mộ, hoặc đây là một cái người đang lãnh đạo, hoặc có vị trí rất là cao. Bản thân cái người này rất là tự tin và tự hào, với những lòng tự trọng rất là cao luôn các bạn. Mà họ đại diện cho một cái gì đó rất là ổn định, lãnh đạo và sức mạnh, lòng tự tin cực kỳ lớn luôn. Tuy nhiên nếu như các bạn gặp phải một cái người mà cảm thấy cái người này họ không có giữ lời hứa, hoặc là khiến họ không có ủng hộ cho các bạn để thực hiện ước mơ, tham vọng của họ quá nhiều, thì bạn phải coi lại ha. Bởi vì cái người này nó sẽ đại diện cái tôi và sự kiêu ngạo quá mức, có thể dẫn đến cho mối quan hệ của bạn nhà họ, dẫn đến là họ đúng là từ cao quá, họ gia trưởng quá, dẫn đến ác ý trong tình cảm của hai bạn rất là nhiều luôn. Có thể cái bản thân cái người này họ sẽ nghe lời bên ngoài rất là nhiều, họ sống theo cái miệng đời lắm các bạn, họ theo đuổi cái gì mà đám đông theo đuổi, họ đi theo đám đông một cách mù quáng luôn mà không có nghĩ gì cái việc là suy nghĩ tới cái suy nghĩ của họ hoặc là suy nghĩ đến bạn á. Và có lưu ý cho các bạn thì cái lá bài mà đo cho up cup với lá bài 6 gậy này á, thì bạn coi chừng nha, cái tương lai mối quan hệ các bạn có thể bị thất bại hoặc bị mất đi một mối quan hệ thật sự luôn á. Đây là một cái gì đó mà bắt cái lùi bước là rất nhiều, không kiểm soát được cái kết quả của mối quan hệ cả hai. Do đó cái việc mà các bạn phải chấp nhận khi mà các bạn không có được đến với họ, và bạn sẽ có cơ hội tái hợp lại nếu như các bạn chịu thấy được cái điểm sai và cái người này họ bớt tự cao tự đại, và bạn bớt ngây thơ lại, bạn bớt mơ mộng lại. Và bởi vì năng lượng của người này họ rất là tự cao tự đại nè, họ trịch thượng nè, đôi khi họ ngạo mạn luôn. Do đó nếu như bạn muốn mối một quan hệ sâu sắc vững chắc với người này á, thì bạn phải nên xây dựng trên nền móng là cảm giác bình yên khi ở bên cạnh nhau. Còn nếu như bạn xây dựng cái mối quan hệ dựa trên cái rung động về dục vọng thèm khát thì nó chỉ là một cái lâu đài xây trên cát thôi các bạn. Cái thèm khát được thỏa mãn cũng như là cái quan hệ của bạn sẽ đứng trên cái bờ vực của sụp đổ. Bởi vì cái người đàn ông họ yêu một người phụ nữ là khi cái người phụ nữ ấy đem cho họ sự bình yên thực sự. Còn nếu như họ xem bạn là một cái giải pháp cho tình dục á, thì khả năng các bạn đang bị mắc kẹt ở tần số rung động rất là thấp khi mà quan hệ tình dục lúc mà bạn chưa thực sự yêu. Mà ngộ lắm, khi mà cái người đàn ông mà càng quan hệ càng nhiều với người phụ nữ thì cái mức độ rung cảm của họ xuống rất là thấp, từ yêu thành xuống thích, thích thành xuống thành cái công cụ tình dục để thỏa mãn họ thôi các bạn. Do đó các bạn phải tạo sự bình yên cho họ có sự thử thách thực sự để như muốn tiến tới một cái quan hệ thỏa mãn cái ham muốn của chính họ. Đầu tiên phải cho họ thử thách, bởi vì bản chất của người mang năng lượng nam tính họ thích rất là chinh phục. Mà khi mà cái lá bài hai tiền này xuất hiện thì có một cái sự lựa chọn khiến cho bạn và cả người này rất là căng thẳng. Nó cần có sự hợp tác chứ không phải là cuộc đấu tranh đi tìm ra cái sự mà tranh chấp lẫn nhau. Nó mong muốn hai bạn phải cân bằng phù hợp giữa nhu cầu của bạn và nhu cầu của họ. Và có dấu hiệu một trong hai bạn ôm đồm công việc quá nhiều mà các bạn không biết duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ, khiến cho mối quan hệ trở nên thử thách, hoặc là các bạn không còn quen nhau nữa,
thì cũng vấn đề là do các bạn ham công tiếc việc. Do đó bạn muốn tình cảm mình phát triển thì mình phải ưu tiên nó thôi. Thì đây có một cái số vấn đề mà các bạn cần phải thích ứng hơn về cái nhu cầu 18 cộng này là gì? Là chính bản thân bạn phải làm sao cho cái đối tác của mình không có cảm thấy cái vấn đề ám ảnh về tình dục nữa. Khi mà cái người này chạm vào cảm giác yêu, yêu là sao? Yêu là khi mà họ thoát khỏi ra cái ám ảnh về tình dục. Yêu không phải là một cái gì đó được hiểu theo cái trạng thái là về thể xác, về kết nối, mà vấn đề là cái sự nếm trải hương vị bình yên khi mà họ ở bên cạnh bạn. Bạn phải nên trao cho họ cái năng lượng bình yên. Cái sự bình yên này nó sẽ gắn liền với mối quan hệ của bạn rất là lâu dài. Đó mới thực sự được gọi là yêu nha các bạn. Chú ý cho mình ha. Nếu một số bạn sẽ đừng có bao giờ sử dụng cái khả năng tình dục để níu kéo và lôi kéo người yêu của mình. Bởi vì cái sự bình yên nó không xây dựng từ đó. Nó là cái cảm hứng nhất thời. Nó sẽ đạt được nhưng sau đó sẽ biến mất rất là nhanh nha các bạn. Nó sẽ không có tồn tại cái trạng thái kết nối với nhau nếu như hai bạn muốn tiến tới một quan hệ cam kết sau này. Và nếu như các bạn không giữ được mối quan hệ cân bằng mà các bạn cố tìm cách chiều theo cái tình dục ham muốn của họ thì chắc chắn nó sẽ không có chuyển qua cái tình yêu được, mà nó sẽ trở thành một cái tình dục khiến cho thành một gánh nặng cho cái việc bạn bị nghiện cảm xúc về thể xác nhiều hơn, về cái mặt thỏa mãn nhiều hơn. Bởi vì khi mà cái người đàn ông họ chưa yêu mà quan hệ quá sớm á, thì họ sẽ là tuột rung động với bạn rất là nhiều. Lá bài cũng hy vọng là các bạn phải tạo ra được cái sự rung động cho người đàn ông. Tức là họ chỉ cần nắm tay các bạn thôi, họ cũng thấy sung sướng rồi. Cái kiểu như tình yêu ngây thơ hồi xưa, chứ không phải tình yêu bây giờ, tình yêu thời hiện đại. Đụng nhau gặp một cái là lên giường liền, nó sẽ không có giải quyết được cái mối quan hệ khiến cho người khác rung động được đâu các bạn. Và xin lưu ý, bởi vì cái năng lượng của bạn sống rất là cảm xúc rất là nhiều, cho đó các bạn sẽ rất là dễ bị dụ. Và cái lời khuyên của lá bài là bởi vì khi bạn sống cảm xúc vậy, bạn để cái tình dục nó khiến điều khiển, mà khi cái người này họ bỏ bạn ra đi, nó để lại cho bạn một sự hụt hẫng rất là nhiều. Cái hố sâu này khiến cho bạn cảm thấy là khi mà họ không yêu bạn nữa, bạn cảm thấy điên cuồng lên, bạn khèm khát như hút cạn sinh lực của bạn như đó. Bởi vì cái tình yêu của bạn dựa trên cái tình dục thì nó sẽ khiến cho bạn thiếu thốn, và bạn sẽ cảm thấy là bạn sẽ đổ lỗi cho người kia là không xứng đáng, không đủ khả năng làm cho bạn hạnh phúc. Cái chuyện đó không phải, bởi vì các bạn không nhận thức đúng và đủ về tình yêu, không phải dựa trên tình dục, mà nó dựa trên cái sự rung cảm của người đó dành cho bạn. Và cả hai bạn phải tạo sự bình yên thực sự, tạo sự thoải mái, niềm tin và giá trị cho nhau, thì đó mới là một cái tình yêu bền vững và cam kết sau này chắc chắn sẽ diễn ra. Sau đây là thông điệp của Oracle muốn gửi cho đến các bạn là thông điệp gì? Thì các bạn có lá bài. Thì cái lầu đã khá ngượng để đại diện cho bạn, nó là một cái thế giới chỉ dành cho một vợ một chồng thôi các bạn. Có thể họ, các người nó sẽ rất cẩn trọng trong cái thời gian đi kiếm người yêu của mình. Do đó các bạn cần phải tìm kiếm một cái người yêu dựa trên cái sự cam kết lâu dài, chứ không phải dựa trên cái gì mà không bình vững như là tình dục chẳng hạn. Do đó các bạn phải kiếm là một cái gì đó nhắc nhở các bạn phải thận trọng hơn khi bạn tìm kiếm một người yêu cho mình, tìm kiếm những phẩm chất cần có ở người mà bạn muốn. Và con cá ngựa này cũng khuyên các bạn là cần phải tìm cái sự cân bằng trong cả hai mối quan hệ của các bạn, tìm được cái sự bảo vệ yêu thương thực sự, phải có trực giác của bạn phải phát triển thật mạnh nha các bạn. Sau đây là cái thông điệp kế tiếp là cái cơ hội để cho các bạn tha thứ những cái lỗi lầm. Khi bạn gặp cái tình huống này xuất hiện thì nó ban đến cho bạn những cái cơ hội, các bạn phải phát triển cũng như hàn gắn lại những cái gì mà năng lượng rất là tiêu cực các bạn. Và phải giữ cho nó cái nhìn tốt đẹp về cái người khác, thấy họ ánh sáng, cái điều tích cực các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn tha thứ được những cái suy nghĩ giống như là cái cảm giác mà tội lỗi của người xưa đem lại cho bạn. Và các bạn sẽ tiến cao hơn trên cái phần về linh hồn, sẽ cảm thấy được bình yên cũng như là bạn cảm thấy đam mê hơn trở lại với cuộc sống này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.